Thì, thì bây giờ chúng ta chuyển qua đây mà nói về một số những cái thông tin để bật ngày hôm nay đi thì thứ nhất đó chính là cái thông tin mà liên quan đến là liên minh tín dụng giáo viên Hàn Quốc thì có cái thông tin ngày hôm nay đó là the Korea Teachers Credit Union cũng như là liên minh tín dụng giáo viên Hàn Quốc đó đây là một cái công ty một cái quỹ quản lý tổng cộng là 40 tỷ USD bây giờ họ đã có kế hoạch để mà đầu tư vào Bitcoin vào năm 2022 những là năm sau đó nhưng mà cái mà thường nhận được từ những cái thông tin đó chính là họ sẽ không có tự đi thu mua Bitcoin trực tiếp Mà họ sẽ đi thu mua những cái sản phẩm liên quan tới Bitcoin Và sản phẩm mà họ nói tới có thể là một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF ở Hàn Quốc Mà sẽ được thông qua cuối năm nay hay là đầu năm sau Thì lúc đó họ sẽ đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF này Đây là thông tin rất là lớn Và nhiều bạn sẽ hỏi Thuận đó là trước đây tôi đã từng chia sẻ là một trong những cái yếu tố mà làm cho Thuận nghi ngờ về cái lý thuyết siêu chu kỳ đó chính là cái sự khác biệt giữa cái thị trường crypto và thị trường chứng khoán tại vì nhiều bạn có biết là thị trường chứng khoán đó thì có những cái quỹ lương hưu những cái quỹ đầu tư về hưu đó thì họ có cái lực mua rất là lớn những quỹ này cứ mua và mua và mua mãi đó là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho thị trường chứng khoán của hoa kỳ đứng vững trong thời gian rất là dài vừa qua nhưng mà chúng ta lại không thấy hiện tượng này xảy ra trong thị trường crypto gần đây chúng ta bắt đầu thấy những cái thông tin như là chúng ta nói tới là cái quỹ về hưu của những lính chữa lửa của tiểu bang Texas, thành phố Houston à, cũng đã đầu tư thường nhớ tổng cộng là 25 triệu đô la vào trong Bitcoin và Ethereum. Thì đó là cái sự khởi đầu. Chúng ta hôm nay cũng thấy được là cái quỹ liên minh tín dụng giáo viên của Hàn Quốc cũng à, có cái dấu hiệu là muốn đầu tư vào Bitcoin trong năm sau thì đây là những cái bước đầu tiên nếu nói đây là những cái tin tức sẽ dẫn đến siêu chu kỳ thì bây giờ vẫn còn quá sớm tại vì chúng ta muốn thấy thêm nhiều cái quỹ như vậy nữa nhưng mà ít ra đây cũng là một cái tiến triển tốt đây này là cái quỹ mà lưu trữ chắc chắn là dài hạn tại vì đó là cái à, cách làm việc của những quỹ này họ sẽ lưu trữ dài hạn và họ chỉ chi ra cái phần cần thiết để mà trả lương hưu mà thôi điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một thượng nghị sĩ đó chính là thượng nghị sĩ Rand Paul của Hoa Kỳ thì hôm nay đó, thượng nghị sĩ Rand Paul Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn đó đã chia sẻ Bitcoin có thể trở thành tiền dự trữ của thế giới. Và ông ta nói là khi mọi người mất niềm tin vào các tổ chức chính phủ, Bitcoin có thể được hưởng lợi và vươn lên để trở thành tiền dự trữ của thế giới. Kế tiếp nữa đó thì Rand Paul, thì nghị sĩ Rand Paul nói là bây giờ tôi bắt đầu đặt câu hỏi liệu crypto có thật sự trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới hay là không khi mà ngày càng có nhiều người mất niềm tin vào chính phủ và các loại tiền tệ của chính phủ đó rất không đáng tin cậy, chúng không được hỗ trợ bất cứ thứ gì. Đây là cái lời nói của Thượng nghị sĩ Rand Paul. Và khi mà nói tới uh, tiền điện tử đó thì uh, Thượng nghị sĩ Rand Paul chưa bao giờ công khai xác nhận bất kỳ loại crypto nào ngoại trừ Bitcoin. Cho nên nhiều người cho là tiền điện tử mà ông ta nói tới đó chính là Bitcoin. Thì chúng ta thấy đó là cái điều này rất là thú vị tại vì chúng ta đã rất rõ ràng trước đây đó thì nhiều người cũng có cái suy nghĩ là chính phủ này sẽ cấm, chính phủ kia cũng sẽ cấm. nhưng mà thường ra chia sẻ với các bạn là điều đó hầu như là không thể xảy ra, tại vì các bạn thấy được là à, những cái vấn đề lớn hơn như liên quan tới nhân quyền, liên quan đến bỏ vệ môi trường, liên quan đến chống dịch thì những chính phủ còn chưa đồng lòng thì làm sao mà đồng lòng về cái việc cấm bịch khôi, một cái phương tiện mà có thể mang đến à, thuế cho quốc gia, có thể mang đến công việc làm cho quốc gia thì đương nhiên điều này là một điều mà hoàn toàn không thể xảy ra. và ngược lại các bạn thấy là chúng ta Bước đầu tiên là thấy những công ty đó trước đây họ chỉ trích Bitcoin nhưng mà bây giờ họ đã quay trở lại 180 độ và ủng hộ Bitcoin Chúng ta thấy là công ty Mastercard, công ty Visa, có thông tin liên quan tới Mastercard thường có chia sẻ với các bạn một lát nữa Nhưng mà công ty Visa, công ty PayPal, chúng ta thấy là những ngân hàng bây giờ hầu như là lần lượt chấp nhận và ủng hộ crypto, ủng hộ Bitcoin Tại vì sao gì? Tại vì các bạn thấy được là đây là cái lý thuyết trò chơi, lý thuyết game theory không ai muốn bỏ lại phía sau lưng hết và nhất là các bạn thấy được là khi mà các bạn thấy là người ta có thể kiếm được tiền từ trong thị trường này thì không lý do gì mà mình không đi kiếm tiền trong thị trường này khi mà các bạn nhìn thấy là những công ty như là sàn Binance chúng ta nói tới sàn Coinbase khi mà họ khai à, cái thu nhập quý đó có thể được là họ thu nhập bao nhiêu tiền mà họ chỉ cần cái số lượng nhân viên ít hơn ngân hàng rất nhiều thì đương nhiên ngân hàng không thể nào mà không tham gia vào khi mà À, họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cho nên các bạn thấy là ngân hàng này tham gia ngân hàng này cũng sẽ tham gia tại vì họ không muốn bị bỏ rơi trở lại và chúng ta thấy được là bây giờ đó đối với những người mà yêu thích crypto đó cái cộng đồng đó cũng không hề nhỏ cho nên ngân hàng nào công ty nào không crypto thì lại hầu như là được PR rất là nhiều và được nhiều người biết đến thì cũng tương tự như vậy các bạn thấy rất rõ ràng là năm nay là năm mà Bitcoin nói riêng và crypto nói chung đó, đã từ từ đi sâu vào trong chính trị của Hoa Kỳ các bạn thấy là nội trong quốc hội thôi cũng đã có rất nhiều người có cái nhìn khác nhau về tiền kỹ thuật số, về Bitcoin. Các bạn thấy được là có người thích, có người không thích. Và càng ngày nên thường thấy được là cái tiếng nói của những người thích Bitcoin crypto lại càng lớn hơn. Nhất là những nghị sĩ mà đến từ những cái tiểu bang mà họ cần có làm việc làm, họ cần uh, thu thuế thêm. Tại vì các bạn thấy được là họ có thể thu hút thêm nhiều công ty crypto đến tiểu bang của họ nếu như mà họ có những cái chính sách tốt để mà những công ty crypto này phát triển nếu như họ có chính sách tốt để mà ủng hộ crypto ủng hộ bitcoin cho nên không phải nghị sĩ nào cũng sẽ chống đối mà ngày các bạn thấy được là càng có nhiều nghị sĩ ủng hộ hơn và thêm vào đó nữa khi mà các bạn thấy được những công ty trong thị trường crypto này đó như là sàn FTX, công ty Coinbase cho bạn thấy là đáng giá hầu như là đến hàng trăm tỷ đô la thì đương nhiên những nghị sĩ này cũng có thể nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ về tiền bạc khi mà họ ra ứng cử đến từ những cái công ty trong thị trường crypto này và các bạn thấy được là bây giờ rất nhiều thằng đã chia sẻ cái số lượng người mà yêu thích crypto không hề nhỏ nhất là họ là những người trẻ tuổi, họ là những người mà sau này sẽ đi bỏ phiếu, họ sẽ là những người mà sau này đóng nhiều thuế nhất họ sẽ là những người mà sau này có thể hưởng được cái gia sản của cái thế hệ trước đó nữa thì họ là những người bây giờ rất là yêu thích crypto và bitcoin đó là những cái thế giới trẻ cho nên những người này những công ty này họ sẽ lần lượt để mà ủng hộ crypto bitcoin tại vì vì lý do đó đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì đây là cái thông tin liên quan tới thượng nghị sĩ Ron Paul đã có câu nói là tiền điện tử có thể trở thành tiền dự trữ của thế giới và các bạn thấy là một trong những số một trong những điều mà được uh, nêu ra bởi thượng nghị sĩ Ron Paul đó thì uh, ông ta nói là bây giờ càng ngày càng có nhiều người mất lòng tin vào tiền pháp định tiền của chính phủ tại vì uh, họ càng càng hiểu hơn là tiền chính phủ thực sự không được hỗ trợ bởi bất cứ một loại tài sản nào tiền pháp định uh, có giá trị tại vì chính phủ đảm bảo giá trị của nó À, bằng luật pháp cũng như là cái lòng tin của người dân là chính phủ có thể là thu được thuế để tiếp tục trả những cái nợ công nhưng mà trên thực tế các bạn thấy được là tiền cứ in ra và in ra liên tục các bạn thấy được là trong vòng 12 tháng qua thôi 40% của tất cả đồng đô la đã được in ra trong vòng 12 tháng qua các bạn có thấy được cái số lượng tiền được in ra nhiều cỡ nào trong vòng 12 tháng qua 40% của tất cả đồng đô la được in ra trong vòng 12 tháng qua. Và đây là chúng ta nói riêng về đồng đô la thôi. Các bạn thì được là những cái quốc gia khác đó, ngân hàng trung ương của họ cũng in tiền không kém. Trước khi chúng ta có dịch bệnh thì đã có cái hiện tượng là lạm phát xảy ra và in tiền khắp nơi. Nhưng mà khi dịch bệnh ập tới đó thì một trong những cái giải pháp mà nhiều ngân hàng trung ương lựa chọn đó chính là in tiền để mà cứu nguy kinh tế. Các bạn thì được là cái tốc độ in tiền đã tăng lên trong vòng 12 tháng qua. Có thể nói là dịch bệnh đã khiến cho cái vấn đề liên quan tới in tiền mất kiểm soát đã rõ ràng hơn và tăng trưởng mạnh hơn. Điều kế tiếp nơi tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng là một cái thông tin rất là lớn ngày hôm nay Đó chính là thông tin liên quan đến công ty Mastercard Thì các bạn có thể biết là Mastercard là công ty mà phát hành những cái thẻ tín dụng Những cái thẻ ngân hàng các bạn sử dụng đó Thường thì các bạn sử dụng một trong hai Một là Mastercard, hai là các bạn sử dụng Visa các bạn cũng có những cái công ty khác như là công ty Discovery hay là chúng ta nói tới công ty American Express Nhưng mà phổ biến vẫn là Mastercard và Visa Thì thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay đó là công ty Mastercard họ đã có cái đối tác Và đây là cái thông tin được thông báo chính thức ở trên Business Wire là công ty Mastercard đã có đối tác đó chính là sàn bác sàn bác là cái sàn mà chúng ta nói tới rất nhiều năm 2019 gần đây thường nhớ là sàn bác cũng đã lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đây là một cái sàn mà được nói tới rất nhiều Là một trong những cái công ty mà năm 2019 á, Nhiều người tin tưởng sẽ là công ty để mà dẫn dắt thị trường crypto này đi Đến sự phát triển lớn hơn được chấp nhận rộng rãi mọi nơi Nhưng mà cuối cùng thì cái thông tin liên quan tới cái sàn bác này đó, nó cũng đã từ gần ngủ xuống Và hầu như chúng ta ít nghe nói tới Nhưng mà hôm nay đó công ty Mastercard nói là họ đã liên kết với lại công ty bác này để làm gì để cho công ty bác là công ty đứng sau lưng hỗ trợ về cái phương diện liên quan tới crypto và công ty Mastercard này sẽ cho người dùng của họ thực ra nó chính xác hơn đó là sẽ cho những cái công ty những cái thương hiệu mà chấp nhận thanh toán bằng Mastercard đó thì những cái công ty những cửa hàng đó có thể thanh toán sử dụng crypto mà thông qua hệ thống có sẵn của Mastercard thông qua cái hợp tác của công ty Mastercard và công ty bác có nghĩa là theo thường hiểu đó là bây giờ đó khi các bạn muốn chấp nhận Uh, crypto đó thì các bạn một là các bạn phải tự có một giải pháp riêng cho mình. Còn hai là các bạn có thể là đi sử dụng giải pháp của công ty thứ ba như là chúng ta nói tới uh, công ty BitPay, họ sẽ tới họ sẽ setup một cái nơi mà các bạn có thể là dùng để mà chấp nhận thanh toán bằng crypto. Nhưng mình nghĩ các bạn không muốn là lưu trữ crypto đó, các bạn là cái công ty thì các bạn có thể là setup khi mà người ta trả bằng crypto, bằng bitcoin, bằng tiền bất cứ loại nào. Sau đó đó công ty thứ ba đó họ sẽ chuyển đổi qua thành đồng đô la và gửi vào cái chuyên mục của các bạn cho nên trên căn bản đó các bạn thấy được là những cái người mà cho thanh toán bằng crypto ra phần lớn họ cũng không có thấy cái sự khác biệt tại vì cuối cùng cái mà đi vào ngân hàng của họ sẽ là đồng đô la tuy là cái người trả đã trả bằng crypto nhưng mà cái công ty đứng sau lưng sẽ là công ty đi vào một hoán đổi tôi nghĩ là cái sự hợp tác này cũng tương tự những người nào mà sau này sử dụng Mastercard ở những cái cửa hàng mà cho thanh toán crypto ra thì họ có thể sử dụng crypto để thanh toán nhưng mà thông qua cái đối tác của sàn bác đó họ có thể là chuyển đổi cái số lượng crypto đã trở thành đồng đô la hay là bất cứ đồng nào của quốc gia đó và sau đó chuyển vào cái chương mục của cái công ty cho nên cái người mà chấp nhận thanh toán cũng không thấy có sự khác biệt nào đâu đây là cái điều mà được chia sẻ bởi Mastercoin ngày hôm nay mà nhiều người cho là tin tức rất là lớn đối với thuận đây thì đây là một cái tin tức cũng rất là thú vị nhưng mà nếu như mà nói là lớn thì đừng không có nghĩ đến tại vì các bạn thấy được là tại sao mà nhiều người lưu trữ bitcoin lưu trữ ethereum vân vân tại vì các bạn thấy được đây là một cái loại tài sản mà nhiều người cho là lưu trữ tại vì có khả năng là tăng giá cho nên vì lý do đó thường không có thấy nhiều người có cái nhu cầu dùng crypto thanh toán trong đời sống bình thường. Nhưng mà đây là thông tin liên quan tới Mastercard và sàn bác mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn.